gì? Từ nữa thuốc nào? Thuốc nấy. Anh biết cái này thuốc mèo. Mày ngon quá hả? Mấy nhìn đã chứ, ngồi quá cà phê. Ừ, cái gì thì đi. Dạ bây giờ đây. Đây cà phê sữa. Nước sữa không con? Rồi, ok rồi. Rồi đây, đây là bác uống nóng hay là... Đúng rồi, đưa nóng đó để đó, ok, đúng rồi đó. Bỏ này lại rồi. Con cảm ơn ạ. Hello, chào tất cả mọi người. Ok, hôm nay có một anh chàng em ở bên California về Việt Nam. Anh chàng này tên là Thomas Nguyễn, tới thăm mình. Thì sẵn đây là như là anh này quê ở quầy Huế, coi như là đi vòng vòng ở miền Trung rất là nhiều. Bữa nay ghé thăm mình, mình sẵn giới thiệu cho bà con cô bác ấy luôn. Em chào mọi người đi. Dạ. Thomas Nguyễn nghe. Kính chào tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả sức khỏe bình an. Ok, cho hỏi lại một câu như này là tất cả mọi người ở dưới có nghe rõ không? Tại bởi vì hai hàng già này toàn là dốt công nghệ, mới mua được cái GoCheck, GoChiếc gì đó xài thử. Hôm trước xài thì nó kiểu ồn quá. Bữa nay có ồn không? Đó, thành ra cho một cái coi thử nó có ồn hay là không ồn gì đó cho mình biết để mình giục mẹ nó đi. Ok, không biết ta làm cho ai mà ta cứ thứ gì ta cũng mua chứ. Làm cho quê hương đúng rồi, làm cho quê hương thích là làm, mà thấy thích thì làm thôi. Rồi thấy tụi nó quảng cáo mình cũng mua, mình mua cái này nè, mua cái này nè, đó mua cái này nè, đó đó mua vậy mà không biết xài thì rồi like cũng gắn vô tầm bậy bạ sao không biết mà nghe tụi nó phán hay kêu ồn quá bạn. Bữa nay không biết có ồn không, có nghĩa là nó có cái nút kéo xuống hay là kêu là lao noi, tức là lòng ồn á. Mình không kéo nó xuống mà này kéo rồi không biết cái tên được coi sao không biết. Điểm nhất điểm gì thì mọi người cho một cái gì đó để biết là có rõ hay là không, có ồn hay là không để biết để mình tiếp tục. Sẵn ở đây cái anh chàng này cũng là Việt kiều Mỹ ở California về thì mình để mình nói hỏi chị nhận một vài vấn đề để cho sáng họ. Rồi ok, chờ chờ ta trả lời. Có gì ok không tao nói à, khó thấy quá em lấy cái quần của em đâu. Nhưng mà phải bỏ cái internet vô. Anh cho cái internet vô. Em con ơi, con cho cái wifi vô đây dùm. Wifi. Không thấy ở đây, trên nó sáng quá ngoài trời không thấy, không có thấy chữ người ta, thành ra mới lấy cái máy này để coi người ta có comment cái gì. Anh dành máy móc rồi mà không làm riết người ta, làm riết thì quá làm riết quen đâu. Hồi xưa tao cũng đâu có biết đâu, tao đâu rồi mày biết là ngày đầu tiên mà tao lên mạng rồi cảm ơn con. Đây cái máy của em đâu, Facebook của anh đó, có cầm miệng ha. Rồi không cắt khi cầm miệng rồi giống vậy đi. Rồi trong thấy đây kia không? Đây đóng vui lên lại. Ok mọi người, thế thì có rõ không, có rõ không mọi người? Benny Trương chọn đang chào bố cầm. Ok, chào Benny Trương. Thế thì như vậy mình thì ở đây nói cái sự mà coi như là mình về Việt Nam đi, để mình ở đây cũng khá là lâu thì cũng có cái dụng lý cả. Mình làm về đây mình thủ tục lo tiến hành vấn đề thủ tục về giấy tờ. Còn anh chàng này thì về Việt Nam cũng thủ tục giấy tờ đất đai. Rồi thôi được rồi, ok vậy đó qua. Thế thì Thomas về Việt Nam mày qua đó thì vòng vòng thấy thấy hình ảnh ở ngoài quê Đà Nẵng nè, Nha Trang nè, đi cùng Bla thì thấy cái không khí của Sài Gòn, của đất nước Việt Nam mình như thế nào? Thì kính thưa quý vị, các bạn thì mình cũng đi từ thành thị đến nông thôn, thấy là càng ngày thì mình nói đúng ra là mình cũng thực tâm, mình nói là về bà con về tình bình
từ phát triển công nghiệp là đến nông thôn thì bây giờ nó cũng như là thành thị hóa rồi nữa, thành nửa quê. Nhận nhất là những cái vùng nông thôn mà dọc theo bờ biển hai Quảng Nam, Quảng Hải. Wow. Là những cái vùng nông thôn đó thì cũng có những cái hotel, motel, gọi là bên mình gọi motel nhỏ nhỏ, rồi có những cái nhiều lắm. Resort nữa. Thực phẩm hải sản thì rất rẻ, mình cũng khoái. Đi thì anh em đi tới đâu thì anh em thân tình, có anh em thân tình tới đó, anh em phụ địa tới đó, giờ mình đi cho mình cũng đâu biết đâu. Ví dụ như về Hồ Chí Minh này là cũng có anh cầm anh biết lại nhiều. Chứ còn mình thì nhìn thấy quê hương nhất là khi mà bày đặt dân Ba Tư thì... cho bố biết là cái âm thanh cái tốt của dân Ba Tư ở phía trường Bà Bài. Thấy đầu cũng là nó khác, là họ có một cái đất nước mình có một cái giống như kiểu gì là họ đang xây dựng cái nó một cách nôm na là đang đổi mới, mà hình như ở đâu anh cũng thấy cầu họ đâu cũng thấy phi quay, mà anh khoái nhất là cái chuyện này đi xe đò này. Dạ. Mà đi xe đò đã rồi, bây giờ đi xe đò nó đã chạy đi từ xin lỗi anh ơi, anh cộng từ đây ra Nha Trang, Nha Trang Cam Ranh là chỗ mình học hồi xưa, rồi ra gặp một số bạn bè, thì bạn bè mình cũng anh em hồi trước cũng có, mà anh em hồi bây giờ cũng có, nên chỉ là tứ hại cho hương để ngồi, coi như là chung vui bạn bè với thầy cô. Mà đi xe có hồi trước là đi xe 6-7 tiếng, mà bây giờ đi đường cao tốc thì chỉ có 4 tiếng rưỡi là tới Nha Trang rồi. Đúng rồi. Ngồi thì đã mới khánh thành cái quay ở Tham Thiết Dầu Dây với lại đi sướng lắm. Nói chung là tất cả mọi cái hạ tầng cơ sở, nói chung là hạ tầng cơ sở là nhà nước Việt Nam mình tôi thấy rất là hoàn chỉnh, là cả những mà còn làm xây dựng nữa, còn đường sắt trên cao rồi còn đầy đủ, nó còn nhiều lắm, nhưng mà mình thấy mình mừng ở chỗ là người dân Việt Nam mình, theo tôi thấy ở đây quá lâu thì ở mấy tháng trời là tôi thấy là ở đâu người dân họ thấy thanh bình đó mày. Dạ, đúng rồi, họ không có cái gì gọi là ok vậy. Cảm ơn con. Thế thì một con đường nhỏ thôi, trước cái thấy là đàn ta dẫn mày đi ăn phở bánh thì đâu theo con đường bộ không thiếu bất cứ một cái thứ gì, hàng quán, vật dụng gì vật dụng xây dựng, từ đến làm răng, gia sĩ, bác tiệm sĩ, ăn uống phạt ba si, tiệm thuốc tây, tiệm nói chung tất tần tật đều đầy đủ trong một con nhỏ, hẻm nhỏ thôi, con đường nhỏ thôi, cái xíu chưa đầy 1 km, đại 600 m à. Mấy mà năm về trước mà mình thấy rõ ràng nó phát triển một cách dữ dội, mình phải công nhận cái điều đó. Còn cái chuyện mà người giàu kẻ nghèo thì cái chuyện xã hội nào cũng có, chứ bình thường, nhưng mà ở đây ta không thấy ai ngủ bờ ngủ bụi cả. Nó khổ cho nó hay đó. Thế thì sau những ngày tháng mà em về Việt Nam, mà em đi tụi chúng ta, thì em thấy rõ ràng là anh thấy Việt Nam mình sướng quá đó. Việt Nam bây giờ tôi hỏi về vấn đề mà đời sống á, bây giờ mấy người bạn tôi thì có những người bạn thì cũng hay qua Mỹ đó, thì đi qua tôi nói là bây giờ tất cả các anh em bây giờ trong cái tuổi mà hay về hưu thì cứ đi thoải mái đi, nhưng mà riêng tôi á mà đi về Việt Nam á thì tôi phải chuẩn bị những cái khoảng thời gian trước, phải không? Chuẩn bị hết ngày chuẩn bị chứ. Ngày hôm qua là coi như là phải bắn từ cái tài khoản nào qua cái tài khoản kia để cho rút tiền móc đẹp cả tiền thuế, tiền gốc và tiền khác, rồi tiền những cái tiền linh tinh bảo hiểm tiền ra nước của linh tinh để cho nó rút, để từ đồng cho nó rút thôi. Anh làm nói chuyện nó lâu rồi, cả chục năm rồi chứ. Nhưng mà mỗi lần em đi là coi như là em phải làm cái chuyện đó trước, chuẩn bị trước mấy tháng để mà làm cái chuyện đó. Còn bạn bè tôi thì khi mà đi qua bên đó thì tôi hỏi bạn bè tôi, những người tham gia chế độ cũ cũng qua bên đó nhiều. Nó nhiều. Thì tôi hỏi anh đi sao, bạn đi sao, ok bạn đi mà xách cái xác đi thôi, còn cả nhà rồi, con cái còn lo rồi, con cái lo rồi, xách cái xác đi rồi, con cái nó cho. Giới thiệu cho em biết thì như đường em, như đường anh thì chắc là cũng mọi người biết rồi, con cái lớn hết trơn rồi. Anh thì có cháu ngoại, cháu nội mẹ rồi, là đứa nào đấy là nó có gia đình riêng và tụi nó đã có cái cuộc sống riêng của tụi nó rồi. Gia đình em mà vậy. Cũng lo rồi, chỉ mình tao, hai chị chồng già rồi. Em thế thôi. Có đứa con út nữa, giờ còn đứa con út 3 mấy tuổi chưa bà hết. Thế thôi. Thế ra thì tụi đó mình bị nhưng mà mình về muộn quá, mà phải về muộn thôi là bởi vì mình chưa nghỉ hưu thì làm sao mình về được. Đúng rồi, chứ nghỉ hưu chắc chắn là được. Khi tất cả mọi người ở nước Mỹ á đều phải làm việc, từ già cho đến trẻ, đúng, không ai ăn qua không.
Và có một câu mà ta tâm đắc với cái thằng Mỹ là cái thằng mà ở Việt Nam nó cũng giàu lắm, nó làm YouTuber nó qua Mỹ, thằng là gì ta? Thằng là Forbes ấy. Nó đi về, nó qua bên nó 3 năm rồi, nó làm ăn bên nó thất bại làm sao không biết, là nó về rồi. Thì nó mới phán câu à, ở nước Mỹ chỉ có nước mưa miễn phí thôi, còn ngoài ra không có thứ gì miễn phí cả. Cái điều đó là điều chính xác, là bởi mình sống mình nó quá lâu lắm cho mình rồi. Mình hiểu gì đó. Nhưng mà nhiều khi mình về đây mình nói thì cũng có một số người chửi hoặc là không đồng ý với cái điều mình nói, bởi vì họ chỉ ngồi đây mà họ chỉ nghe ngóng. Bây giờ thì họ vẫn có những cái số người hỏi là chỉ qua Mỹ rồi ở không, nhà nước cũng nuôi được các cái, rồi đi bệnh viện cũng không có tiền, rồi cái đó trường đi, hợp cá biệt, mấy trường hợp đó đồng ý, nhưng mà mình chỉ khổ cái là cái đầu họ không có thông não được. Có nghĩa là không có riêng mình anh đâu, hoặc là em đâu, mà tất cả những một năm như vậy, kiều bào ở nước ngoài về, kể cả năm châu bốn bể họ cũng đã về, chứ không phải riêng mình anh với em. Yeah. Thì tất cả mọi người đều nói, nhưng mà cái bản chất cố chấp và cái bản chất coi vừa là cá biệt như mày nói vậy đó, nó cũng buồn cười. Mà không lẽ mà nói hoài thôi, ta ra ta ghét ông thì nói lại kệ thằng nào ngu đáng cái chửi. Đó là cái quan điểm mình, nhiều lúc ra tôi cũng phải tôn trọng quan điểm của các bạn, cũng như những người thầy cô, những bạn bè tôi trước chế độ trước cũng như bây giờ, tôi cũng tôn trọng quan điểm hết. Nhưng mà cái là mình cần phân tích và mình tìm hiểu người thật việc thật để mình tìm ra vấn đề sáng tỏ thôi. Đúng rồi. Chứ còn như những ngày sống ở trong trên nước Mỹ thì giai đoạn đầu thì anh cũng giống như tôi thôi, làm được rất vất vả và để kiếm đồng tiền để dành để mà có thể là mình không thể làm được những cái xã hội, nhưng mà có chút nào cho thân nhân anh thì nước Mỹ thì quý vị các bạn rồi đồng đô la nếu mà so với bên này thì nó có giá rất nhiều, nhưng mà kiếm đồng đô la để dành thì hơi khó để dành tại bên đó nó rất khó, phải tiết kiệm, phải nhịn ăn, phải nhịn mặc. Cái nào chi tiêu đáng thì chi tiêu, không chi tiêu đáng thì không chi tiêu, để tích lũy đó. Có nghĩa là mình nói sao cho người dân họ hiểu là ở nước Mỹ nó không giống như những người mà ở đây họ tưởng tượng. Không tưởng tượng. Thế thì mình mới nói nhiều, mình phải nói không ngoan, cái là 80-90% những người Việt Nam qua bên đó chỉ có lao động một tí tay chân thôi. Có nghĩa là không làm công nhân thì cũng làm bán chứ, nói chung là tất cả là bởi vì sao? Là bởi vì mình đâu có ăn học đâu, mình đâu có con gì nữa. Ngày hôm qua em có nghe một bạn nào đó nói là ở Mỹ đó thì nếu mà không có cái nghề neo á thì bà con khổ lắm. Có người không? Hỏi nếu mà ở Nha Trang là mày có một người nói là ở gần giống cái dân Ba Làng, mày dân Ba Làng là dân nào? Dân ở Nha Trang. Em dân Huế, em gốc ở Huế nhưng mà em vào Cam Ranh rồi sau đó vào Nha Trang. Anh chàng này là ở gốc Huế nhưng mà sống đi, ở Nha Trang. Đi lang bạc ở miền Nam. Chào Trần Thành Trung nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Chào anh. Còn đi lang bạc vào Nam để học. Rồi tiếp tục cái kia đi, bỏ qua rồi đi. Thì vấn đề mà cái quan điểm á, biết là cái hoàn cảnh của một người á, thì có một cái bạn nào trên YouTube anh nói thật á, anh nói là nếu mà ở Mỹ không có cái gì neo á, thì bà con thích khổ, nói đúng ra là bà đúng con rồi, đúng rồi. Còn, cái điều đó cái cứu cánh mà cứu cánh nếu mà không gì neo là đi làm nhà hàng đó là chú em Phong Nguyễn nói đúng mặc dù như vậy nhưng mà nghề neo là một cái cứu cánh của người Việt, họ làm nên được những cái điều đó không xấu, cái điều đó không xấu, đúng rồi, cái đó là không xấu, cái đó là nhưng mà nhờ những cái môi trường thuận tiện đó, những cái điều kiện yêu cầu của xã hội Mỹ nên mình thích nghi ở trong cái nghề đó. Đa số bà con mình thích nghi ở trong nghề đó, ví dụ như trình độ học vấn mình có hạn vậy. Cái thứ hai nữa là người Việt mình có tính cách là cần cù đúng rồi, cho nên việc đó, cho nên đúng rồi. Cái nghề neo nó phát triển mà người Việt nó có nhiều cái như thế là cái nghề không cần phải học ngôn ngữ, đúng rồi. Không cần phải ngoại ngữ, không cần phải kiến thức cao của mẹ gì cả. Cái điều đó nó thích hợp cho những người mà Việt mới qua, và những người Việt mới qua lớn tuổi, thế giờ 40-50 tuổi, 30-40 tuổi đâu phải là con nít đâu, thế là việc gì đó. Ai ở Việt con không đồng tình, ok, nhưng mà hôm nay không có lên được, mà tại vì tao xài cái mic của chắc thì con không có lên được. Để bữa nào chú mở cái kia không có lên nha. Chị thì cho rằng vậy đi, thì bởi vì nói vô cùng thì cái nghề neo thì là một cái nghề mà cái người Việt mình đông đảo, người Việt mình tham gia. Nó dễ, không cần tìm nội nhiều, chỉ cần cái lấy cái bằng neo
mà làm heo thì thường là bây giờ bỏ tiền chứ nó không phải đi học nữa. Đúng rồi, bỏ chừng ngàn hai ngàn có rồi cho bà con nuôi con ăn học như thế này thì chứ cũng nhờ những nghề đó. Còn một cái người một cái hoàn cảnh nếu mà so nghề neo đi làm những người khác đi làm nhà hàng nó được vất vả lắm. Quý vị có hai đứa cháu làm nhà hàng đó. Hiện thời làm ngày 12 tiếng mình là đêm tối về á, làm nghề mà ta là biết mà, ta là chủ nhà tí, đúng, thì đó. Mình phải đợi thợ thiết rồi các liên lấy đủ xong rồi mình mới về, yeah, đúng rồi, một hai giờ kia mới về, khổ lắm. Em cũng có người sang cầu bảo lãnh đứa em lâu rồi, thì em cũng nói trước những cái điều kiện khó khăn ở bên Mỹ, thì những cái điều kiện, ví dụ như bây giờ tôi nói với quý vị các bạn như vậy này ha. Ở miền đâu có thể là đi chiếc xe mô tô nhỏ để đi làm được, chiếc xe kia được, mình phải lái chiếc xe kia, đi chiếc xe này ra rất nguy hiểm, mà mọi người dân là đều đi xe lớn không à, mà chiếc xe lớn á, cái đó là phải mua bảo hiểm, đúng rồi, đó nhiều phải, coi như mua chiếc xe mà được nhiều lúc còn nợ ngân hàng phải trả, cái đó là những cái điều kiện. Ở bên này thì cái gì các bạn muốn đi xe, cỡ nào đi cũng được, đi xe này mấy lít xăng là chạy mấy trăm cây số, tôi hỏi chạy như vậy thì nó không tức là thuộc địa con cái xã hội, tuy rằng xã hội giàu có nhưng mà nó đòi hỏi rất cái nhiều thứ mà mình phải lập gia tùy tục và đáo gian tùy khúc là mình phải đòi hỏi, có công thang chắc gì đấy, mình sống quốc gia mình nào không thang đấy cả, có điều là mình phải hiểu cái địa lý của đất nước mình và địa lý của nước Mỹ. Đúng rồi. Cái tại sao Việt Nam mình mà xe hai bánh nhiều, nó có cái lý do của nó, bởi nó thuận tiện lèo lòn lách, bởi vì đất thì ít mà người thì đông. Còn ngược lại ở bên Mỹ thì ngửa nó ngược lại mà nó gấp 30 lần là mới hiểu được đó. Thế thì ở đây, ở nước Mỹ, ai ở nước Mỹ cũng hay hiểu rằng những cái nơi làm việc thì thường thường ở nhà mình đi xe ô tô chạy còn không nổi được, tệ lắm phải 50 cây số. Dạ đúng rồi. Rồi cái thường là có những mùa đông làm sao anh dám lấy cái xe hai bánh anh đi. Đúng rồi, tuyết rồi nữa. Khổ lắm, là vì đó bắt buộc con người ta phải bắt buộc cũ hay mới gì tàn cái tạ gì ngàn hai ngàn đô bằng luôn thì cũng có một chiếc xe để mà đi, để thứ nhất là nó an toàn trên mùa đông, cái thứ hai nữa là nó đi tới cái chỗ sở làm của mình, bởi vì cái chỗ làm với lại cái chỗ làm mình nó không có gần, nó rất là xa, dạ, đúng rồi. Tè bèo lắm là cũng phải 30 cây số trở lên, dạ. Đại khái là vậy, từ trường học hên lắm thì 5-7 cây nhưng mà thực chất là đâu cũng xa cả. Và cái phương tiện duy nhất của nước Mỹ là xe hơi, không phải là xe hai bánh. Xe hai bánh chỉ là đi chơi thôi, chứ mùa hè thôi, chứ mùa đông hoặc là mấy mùa khác đi làm là chắc chắn là phải đi xe kia rồi. Có một điều em, cái này nó có cái khác biệt và sinh hoạt hàng ngày nha. Thì về đây á, thì từ từ bạn bè hay là nó là đi ăn sáng, anh Thoa Mạc, cái việc đi ăn sáng đi uống cà phê, cái gì đó có chuyện ăn sáng đâu. Nhưng mà ở Mỹ chúng tôi đi làm á thì bồi bà là có cái từ đó, không có ăn sáng được, rất thôi cầm làm, đi làm cầm, đi làm gì mà ra đi uống cà phê với tao, không có cái từ đó, không có đâu, phải đúng giờ, phải pha sẵn rồi bỏ lên xe chạy thôi. Đó là nói như vậy đó. Thời gian không có đâu quý vị và các bạn, thời gian không có, ăn trưa thì còn khoảng chú Hà Nội cho thì khoảng nửa tiếng ăn trưa, còn ngủ thì 15 phút, không có ngủ trưa đâu. Chắc cái gì đó tôi mới nhớ cái gì. Ở Việt Nam nó có cái buồn cười chỗ này. Nó đi làm xong, trưa nó về nó làm cho ngủ, ngủ ăn thôi, nó ngủ một giấc. Rồi xong rồi chiều mới đi làm tiếp. Ngủ khỏe lắm, cầm ơi, mình cũng thử rồi. Ngủ cái là chiều lại nhiều energy lắm, có nhiều energy để làm việc. Ở bên đó tôi nhiều lúc tôi cũng, sau này tôi cũng ngủ trưa. Hồi xưa thì cũng không ngủ, sau này cũng ngủ trưa chút mà ngủ 10-15 phút đó. Vậy nó khỏe lắm. Ngồi nghỉ trưa á, nghỉ trưa đấy. Còn làm hàng Mỹ thì không có chuyện nghỉ, bây giờ có chuyện đó không cần có nghỉ. Và thậm chí nhiều khi bữa hồi xưa tao còn đi làm, thậm chí nhiều khi tao làm hết sức, cố gắng rút ngắn thời gian để còn khoảng gì 5-10 phút sau cùng. Mà thường thường nó hay chỗ này, nó lâu đời, nó làm nên nó achievement sẵn rồi. Ra khi mà hết việc là vừa đúng hết giờ. Đúng rồi. Y chang vậy, nó làm giống như cái máy vậy. Cái bộ phận kế hoạch và quản lý của nó là nó tính trước rồi. Tính trước rồi, nó tính mấy chục năm rồi. Thế ra ai vậy? Thế thì mình tranh thủ làm hết sức mình để dư thừa ra một chút để nghỉ ngơi. Đang đứng suốt qua suốt hỏi tại sao mình đứng đây? Nó nói hết việc rồi, nó chứ hết việc mày không được quyền đứng. Lê vô kia cái chổi kìa, mày cầm mày quét hộ cho tao, mày quét. không được đứng nha, phải đi, có nghĩa là hết việc rồi mà cũng phải đi, cũng bởi vậy tao nói mày rồi,
cái đồng tiền á, bởi vì tại sao tính tiền giờ, bởi vì mỗi giờ mà nó trả tiền cho mình là đúng là một giờ nước máu và nước mắt, có là có khai thác triệt để. Thì cái đó thì đương nhiên rồi, ví dụ ông chủ ông phải là làm ra làm sao ra lợi nhuận cho ông chủ chứ, à, chứ đâu phải là mướn người vô rồi. Nó quái quắc. Xin nghỉ cũng khó lắm. Ở đây tôi thấy vợ con đẻ xin nghỉ cũng dễ. Mẹ ở bên đó miễn đi rồi hỏi là con xin. Có nhiều đứa nó không dám đẻ luôn. Không dám đẻ luôn. Không xin. Việt Nam mình nói đúng ra thì có cái sự tình cảm ở trong đó, nó đúng ra con bị. Bất cứ một cái gì đó, tình hay tình, chữ cái tình là tình và lý. Còn Mỹ thì có lý thôi chứ không có tình mẹ. Mày giống như trải nghiệm ngắt văn một sợi dây ra, mày chỉ bước qua sợi dây là mày bụp mày thôi, chứ còn cái chuyện nó không có xét tình lý tình lét gì chứ. Luật pháp thì nó có nghiêm minh hơn.